Các bạn thân mến, hôm nay mình hướng dẫn các bạn sửa nồi cơm điện kim cương. Khi cắm điện vào, báo đèn vàng và khi mình ấn nút nấu thì nó sẽ không qua đèn đỏ nha các bạn. Nó không qua đèn đỏ này thì cái nồi sẽ không có nóng và nó chỉ ở chế độ hâm. Và bây giờ mình bắt đầu mở ra nha các bạn. Và đây là bên trong nồi cơm điện kim cương các bạn. Nó cũng rất là đơn giản. Và đây là cái dây nguồn cắm vô nè các bạn. Đó là điện nguồn nó bắt đầu từ đây. Và một dây nó sẽ qua cái cầu chì. Nó sẽ vào trong cái phần làm nóng. Còn dây bên đây nó sẽ vào cái phần công tắc này các bạn. Phần công tắc này gồm hai cái lá đồng. Nó có hai cái mặt tiếp xúc. Khi mình ấn nấu thì hai cái mặt tiếp xúc này nó sẽ đóng lại và nó dẫn điện qua nha các bạn. Đó. Khi mình nhả ra thì nó sẽ nhả hai cái mặt tiếp xúc này ra và nó sẽ ngắt. Và nó sẽ chuyển qua đèn vàng, nó sẽ hâm thôi các bạn. Và đây là phần làm nóng nè các bạn. Nó gồm có hai cái thanh điện trợ nhiệt. Nó được đúc ở bên trong cái mâm làm nóng luôn nha các bạn. Cái mâm nhôm á, để mình để nồi cơm lên á, được đúc luôn trong đó. Còn đây là phần hâm. À, đây là cái bộ công tắc để nó đóng mở khi nấu các bạn. Và bây giờ mình sẽ dùng đồng hồ, mình để thang đo ôm nhân 1 nha các bạn. Mình sẽ đo xem cái mặt tiếp xúc của hai cái miếng đồng này nó có tốt hay không. Đây, mình sẽ kẹp cho hai con ốc này. À, con ốc trên là cái mặt trên nha các bạn. À, con ốc dưới là cái mặt đồng dưới. Đó, thì mình để hai que đo lên hai đầu con ốc này cũng như là lên hai cái mặt lá đồng đó các bạn. Rồi bây giờ mình bấm nút thử nha các bạn. Rồi mình đã bấm nút và đồng hồ nó không có nhảy kim nha các bạn. Đồng hồ con nhảy kim là chứng tỏ cái mặt tiếp xúc của hai lá đồng này nó không có ăn nhau. Thành ra nó không cho điện qua nên khi mình ấn cái nút nấu là nó không qua đèn đỏ. Trong trường hợp này có cả hai cách xử lý. Nếu bạn làm biếng, bạn dùng miếng giấy nhám, bạn nhét cho giữa và bạn kéo qua kéo lại cho nó sạch là được. Còn cách thứ hai, các bạn làm xiên hơn thì các bạn sẽ mở con ốc này ra. Con ốc này là nó sẽ quặn vào, nó giữ cho cứng đó các bạn. Đó, các bạn mở con ốc này ra và từ từ các bạn sẽ tháo ra. Nó cũng rất là đơn giản các bạn. Đây là cái dây vào đầu điện trở làm nóng. Đây là cái lá đồng phía trên. Và phần còn lại là cái lá đồng phía dưới. Và đây các bạn xem cái mặt tiếp xúc của hai cái lá đồng nó đã bị nám đen hết nha các bạn. Đó. Cho nên nó không có tiếp xúc được với nhau nên nó không có dẫn điện được. Do khi mình ấn nấu các bạn thì hai cái mặt tiếp xúc này nó ép vào nhau, nó sẽ sẹt lửa nên nó sẽ mau bị nám đen. Và bây giờ mình sẽ dùng tờ giấy nhám, mình sẽ chà cho nó sạch đi nha các bạn. Rồi, cái lá đồng đầu tiên mình chà nó sạch rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ chà tiếp cái lá đồng ở dưới.
hai cái mặt tiếp xúc này nó bị nám đen là do mỗi lần mình nấu mình ấn nút đó các bạn. Hai cái mặt tiếp xúc này nó sẽ tiếp xúc với nhau, nó sẽ sạc điện và nó sẽ sinh ra lớp khói. Và lâu ngày nó bị ố đen và nó không có dẫn điện nữa các bạn, nên mình phải mở ra mình vệ sinh cho nó sạch. Cái lá đồng dưới này nó bị nhiều hơn nên mình chà nó lâu hơn nha các bạn. Và mình đã vệ sinh sạch hai cái mặt lá đồng rồi này các bạn. Và cái này nó chưa được tốt mấy, để mình chà cho nó thêm một tí nữa nha các bạn. Rồi xong, bây giờ mình ráp vào nha các bạn. Khi ráp vào các bạn lưu ý nha, cái mặt dưới lá đồng này là nó có một miếng mica cấp điện nha các bạn. Đó, miếng mica là cấp điện khi mình ép vô trong cái miếng sắt của cái nồi các bạn, là nó không có dẫn điện ra cái nồi. Nó phải cấp điện với cái nồi nha các bạn. Các bạn phải hết sức chú ý cái này nha. Có một cái lớp mica ở dưới các bạn, cách điện đó, đây là cái lớp mica nè. Và bây giờ mình sẽ ráp vào nha các bạn. Các bạn nên nhớ là hai miếng đồng này nó phải cách điện với cái nồi nha các bạn. Rồi mình sẽ gắn cái miếng đồng vuông này, nó sẽ dẫn ra cái đầu điện trở các bạn. Và tiếp theo là cái lá đồng ở mặt trên các bạn. Đó, nó sẽ ép vào đây. Và trên cùng là cái nút nhựa nha các bạn. Đó, cái nút nhựa nó ép vào để nó cắt điện nha các bạn. Rồi mình sẽ xỏ con ốc vào, sẽ bắt nó cứng vào trong cái nồi các bạn. Các bạn lắp ráp cái phần tiếp xúc này các bạn phải hết sức cẩn thận nha các bạn. Vì đây là cái phần điện rất là cao, cho nên nó phải cách điện với nồi cơm nha các bạn. Các bạn tháo ra các bạn phải ráp lại cẩn thận y chang như vậy, và phải cách điện an toàn với nồi cơm, nếu không rất là nguy hiểm nha các bạn. Còn nếu như các bạn không rành về điện thì các bạn có thể mang ra tiệm cho người ta sửa nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ dùng cái đồng hồ mình đo lại thử coi cái mặt tiếp xúc có tốt chưa nha các bạn.
Rồi, vậy là kim đồng hồ đó lên là cái mặt tiếp xúc đã tốt rồi các bạn. Để kiểm tra độ an toàn, các bạn bật cái đồng hồ đo ôm lên thang 1 kg hoặc 10 kg cũng được nha các bạn. Và các bạn nắm hai tay vào hai cái que đo của đồng hồ nha các bạn. Nó phải lên kim nè để mình đo cái độ rỉ của dòng điện ra ngoài vỏ đó các bạn. Cái que đỏ mình chấm vào con ốc đó là nó bắt vào mát nồi cơm các bạn. Còn que đen mình đo vào cái con ốc mặt trên của cái lá đồng các bạn là nó không có lên kim là tốt. Và đo vào con ốc kế bên mặt sau lá đồng so với mát nó cũng không có lên kim là tốt nha các bạn. Như vậy là nó không có chạm ra ngoài vỏ. Đó, mình đo so với cái đầu của điện trở làm nóng cũng được các bạn. Đó, là cái kim nó không có lên và nó không có độ rò điện nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ ráp lại nha các bạn. Mình đã ráp vào hoàn chỉnh và bây giờ mình cắm điện vào thử nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ấn nút xuống. Rồi ok rồi các bạn, đã nhảy qua đèn đỏ là đèn nấu các bạn. Và mình sẽ thử lại một lần nữa nha các bạn. Rồi tốt rồi các bạn. Và mình sẽ mở nắp ra mình xem ở trong có nóng không nha các bạn. Rồi, đã nóng rồi các bạn. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn sửa nồi cơm điện bật không qua đèn đỏ, nồi không nóng và bây giờ đã hoàn thành các bạn nha. Video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Chúc các bạn thành công.